Năm 2023, thành phố Thái Nguyên được giao trên 3.200 biên chế sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Thực hiện kế hoạch tuyển dụng trong năm, chỉ tiêu tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo trên địa bàn là 198 chỉ tiêu theo hình thức xét tuyển. Theo đó có 784 người tham gia xét tuyển, thi tuyển. Số lượng người trúng tuyển là 190, trong đó có 172 người đang là giáo viên hợp đồng thuê khoán. Số viên chức còn thiếu chưa tuyển được là 8 người, trong đó 7 trên 8 vị trí tuyển dụng là giáo viên chuyên ngành âm nhạc và nhân viên y tế. Đối với việc thực hiện chính sách hỗ trợ theo nghị quyết số 24 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, nhu cầu định mức khoán là trên 20.000 định mức, tuy nhiên mới đạt trên 16.800 định mức, với kinh phí thực hiện trên 81 tỷ đồng. Số định mức chưa thực hiện là trên 3.280 định mức, tương ứng trên 15,3 tỷ đồng. Sau khi yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành phố làm rõ nguyên nhân, một số vướng mắc, khó khăn tồn tại, đoàn khảo sát kiến nghị Ủy ban Nhân dân thành phố sớm tuyển đủ biên chế được giao, đáp ứng yêu cầu dạy và học. Các ngành chức năng, các nhà trường đẩy mạnh tuyên truyền, tạo đồng thuận trong việc thực hiện lộ trình tăng giảm học phí, làm tốt công tác thu chi trong nhà trường, nhất là các khoản thu xã hội hóa. Đối với huyện Đồng Hỷ, năm 2023, huyện được giao 1.445 biên chế làm việc trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục. Thực hiện chủ trương tuyển dụng bổ sung viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo của tỉnh, Ủy ban Nhân dân huyện đã tiến hành các bước theo đúng quy định. Đã có 435 người tham dự dự tuyển, kết quả 140 thí sinh trúng tuyển. Đến nay, số lượng viên chức còn thiếu so với biên chế được giao là 28 người. Liên quan tới việc thực hiện chính sách hỗ trợ kinh phí đối với các trường mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn, hàng năm, huyện được hỗ trợ đủ định mức và kinh phí phục vụ công tác giảng dạy, đáp ứng nhu cầu thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại các nhà trường. Tuy nhiên, địa phương vẫn đang gặp một số khó khăn. Giáo viên hợp đồng định mức khoán có thời gian, không có thu nhập 2 tháng 1 năm, ảnh hưởng tới đời sống. Việc thực hiện hợp đồng giảng dạy theo định mức khoán đối với giáo viên ở các trường vùng sâu vùng xa, đặc biệt đối với một số môn chuyên ngành như tiếng Anh, tin học gặp nhiều khó khăn. Về đề xuất kiến nghị của các nhà trường và các ngành chuyên môn, đoàn khảo sát sẽ tổng hợp báo cáo thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh để xem xét điều chỉnh nghị quyết số 24 phù hợp hơn với yêu cầu thực tiễn, đồng thời có căn cứ để thẩm tra đối với chính sách mới về thu hút trẻ, nhà trẻ ra lớp. Đoàn cũng sẽ đề xuất với cơ quan liên quan sớm hướng dẫn thực hiện Nghị định 111 của Chính phủ quy định về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.